Chiều qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Công an huyện Hòa Vang tổ chức cứu hộ thành công một người nước ngoài bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực suối Mơ Khe Râm thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Nhận lệnh đến hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp phải di chuyển quãng đường bộ dốc cao hơn 1 km mới đến khu vực xảy ra sự cố. Ngay khi tiếp cận được hiện trường, dưới dòng thác chảy xiết nên lực lượng đã triển khai đội hình tuột dây tự cứu bằng dụng cụ pét tự hãm để tiếp cận người bị nạn. Sau gần 30 phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đã mang các trang bị bảo hộ cho người bị nạn để đưa đến vị trí an toàn. Được biết, người bị nạn mang quốc tịch Nga, khoảng 31 tuổi.